Chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 67: Đọa địa ngục vô gián. Ở trên kinh Phật nói, tội ngũ nghịch ắt đọa vào vô gián địa ngục. Trong một đại kiếp chịu khổ trong vô gián. Một đại kiếp này là một đại thiên thế giới, thành, trụ, hoại, không. Thời gian này rất dài, con số thiên văn. Tạo ra tội nghiệp này, nếu như ảnh hưởng được sâu được rộng, thì tội lại chồng thêm tội. Không chỉ là một hai đại kiếp, mà là trăm ngàn đại kiếp. Thật là đáng sợ. Cái gì là tội ngũ nghịch? Thứ nhất, làm thân Phật ra máu. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa xúc ý hại Phật, đã từng từ trên đỉnh núi lăn đá xuống muốn đè chết Phật. Phật có thần hộ pháp, thần hộ pháp giữ đá ở trong không trung, nát vụn ra rồi rơi xuống, làm rách da chân Phật chảy máu. Đây gọi là làm thân Phật ra máu. Cái tội này là đọa vào vô gián địa ngục. Phật là thầy của trời người, bạn hãy chết đi người này thì pháp thân huệ mạng của đại chúng sẽ không còn nữa. Kết tội là từ nơi tất cả chúng sinh mà kết tội. Phật là đạo sư của ba cõi. Bạn làm cho cơ duyên nghe pháp của ba cõi bị đoạn dứt, tội này cực nặng. Cho nên đây không phải là hại một người. Nếu hại một người thì làm gì mà nặng đến như vậy. Thứ hai, giết A-la-hán. Phật phước báo rất lớn, bất cứ người nào cũng không thể hại được Ngài. Trí tuệ phước đức của A-la-hán rất nhỏ so với Phật. Hại được A-la-hán, cái tội này cũng bị đọa vào vô gián địa ngục. Vì sao vậy? A-la-hán cũng là bậc giáo hóa một phương. Phật và A-la-hán truyền ra là công đức lợi ích thù thắng, mà thế xuất thế gian không thể sánh được. Cho nên bạn hại chết họ, cái tội này cũng là đọa vào vô gián địa ngục. Thứ ba, giết phụ thân. Thứ tư, giết mẫu thân. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta rất to lớn. Thân mạng chúng ta có được là nhờ cha mẹ. Không có cha mẹ thì làm gì có cái thân mạng này chứ. Chúng ta tận lực báo ân còn không kịp thì làm gì có thể giết hại cha mẹ chứ. Giết hại cha mẹ trên pháp luật, cái tội này không xem là nặng lắm. Thế nhưng cái tánh tội này thì rất nặng. Bạn tương lai sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Ai xử phạt? Ai xử phạt bạn vào vô gián địa ngục? Không ai xử bạn cả. Tự nhiên bạn liền đi đến đó. Đây gọi là tánh tội. Trong sáu cõi đích thực có cõi địa ngục. Địa ngục rất phức tạp, chủng loại rất nhiều. Trong đó có địa ngục vô gián. Các vị đọc Bồ Tát Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh thì hiểu rõ. Ở trong bộ kinh này Phật nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Thứ năm, phá hòa hợp tăng. Hòa hợp tăng đoàn là cơ cấu bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp
Nếu bạn xúc ý phá hoại thì bạn bị đọa vào vô gián địa ngục. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: phá hoại đạo tràng chánh pháp, hủy bán tam bảo, quyết định đọa vào vô gián địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói: trộm đồ vật của thường trụ, thiếu là của chư Phật mười phương Bồ Tát, tạo ra cái tội nghiệp này, tương lai bạn cũng đọa vào vô gián địa ngục. Phật nói với chúng ta chỉ có năm loại tội nghiệp này là vô gián địa ngục. Đọa vào vô gián địa ngục, chư Phật xuất thế cũng không thể giúp được bạn, không thể cứu bạn. Phải ở trong địa ngục vô gián chịu tội, xong rồi mới ra được. Thế nhưng, thời gian trong địa ngục vô gián là vô lượng kiếp, quá dài, rất đáng sợ, cho nên gọi là trăm ngàn muôn kiếp mong có ngày thoát ra. A Di Đà Phật. Love.
mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.